Mình đang đứng ở chỗ này là có một cửa hàng bán dép lốp. Mình có thể thấy đôi dép rất là khủng. Đấy. Đấy. Đấy, rất đẹp. Đấy. Và đây người ta cũng lấy theo chủ đề dép cao su của Bác Hồ nhé mọi người. Đấy, và đây là cũng đang phát cái video về Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Đấy, đi dép cao su góp ý chí mạnh hơn. Rất nhiều dép cao su. Hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây họ lại cho luôn cả cái rau diếp cá à cho rau diếp vào nha mọi người. Để người ta đó lúc cùng với phở luôn. Cách làm cũng rất là hay. Đấy, rất là hay. Ở đây có giá cả luôn của từng từng loại nha. Có rất nhiều các món ăn. Nhìn nhìn rất hấp dẫn, nhìn rất hấp dẫn. Chào buổi sáng cả nhà nhé. Mình hiện tại là đang ở ngay cửa khẩu Đông Hưng. Mọi người có thể thấy là người ta đang xuất cảnh để đi sang Việt Nam. Đằng trước kia là cái chỗ để xuất cảnh mọi người. Và lát nữa mình hôm nay mình trở về thì cũng sẽ đi qua chỗ này. Bây giờ mình sẽ đi dạo phố Đông Hưng xem mà có điều gì nó mới mẻ hay hay không nhá mọi người nhé. Mọi người cùng ngồi đồng hành với mình nhé. Đây ngoài bán dép ra này mình còn thấy họ bán bây giờ đây là cái gì đây à, đồ trang sức, có cái vòng sức mỹ nghệ. Đây có một tấm da cá sấu này, rất là lớn này mọi người. Đây các sản phẩm về da cá sấu. Đây có các cái bình rượu kích to rất là lớn này. Bây giờ đang là 8 giờ nhé, 8 giờ Trung Quốc, tức là 7 giờ Việt Nam. À, anh em mình sẽ đi vào cái quán ăn, gọi đồ ăn sáng đấy. À. Đây là cái menu của cửa hàng này. Cái giá cả đồ ăn ở đây nói chung là theo như mình nghĩ nó cũng rất là mắc nha mọi người. Đây, giá từ 16 tệ là thấp nhất này, 18 tệ này. 20 tệ này. Không phải là những cái món gì ở đây. Và một tệ thì cứ nhân nhanh ra tầm khoảng 3.000 3.400 nha mọi người. Đây là cái bàn này. Bàn để cho khách ngồi ăn. Đấy. Đấy, người ta lại dùng cái vải màu vàng để bọc ghế. Bên Trung Quốc người ta hay thích màu vàng nha mọi người. Mình vào đến cái phần gian bếp ha. Thì mình sẽ gọi món phở nhé. Để mà anh ấy chế biến nó như nào đây.
Cái sợi phở bên này nó giống như sợi bún này, rất là lớn mọi người. Sau đó anh ấy sẽ cho thịt gà vào. Thịt gà đây là người ta không xé như mình đâu nhá, mà ở như Việt Nam mình mà người ta chặt ra thường người ta lấy từng miếng như này, nguyên hẳn miếng thịt gà luôn mọi người. Thế sau đó là người ta mới xác hành luôn vào. Họ là bê bằng tay mọi người, bằng tay thì nóng lắm. Để giờ có cái khay thì nó sẽ tốt hơn. Đây, phở đã ra là mình mời cả nhà ăn sáng với anh em mình nhá. Ăn phở Trung Quốc. Ở chỗ này mình thấy là này, số lượng anh đi bán hàng này rất là nhiều. Anh đây là bán hàng rong nhé, ở bên Việt Nam sang. Đây, khu vực này là bán rất nhiều các hàng mỹ nghệ này. Đây là hương trầm Việt Nam này. Mọi người có thể thấy là có những cái khối lũa rất là lớn. Nhà hàng đặc sắc Hải Ký. Có cái nhà hàng ăn. Đây là người ta mới đang bắt đầu người ta dọn hàng ăn buổi sáng. Đây là chỗ này cũng có một cái nhà hàng, đấy là có cái các cái món này, hải sản. Hình như là người ta ghi cả giá tiền đây mọi người. Tiếp tục mình sẽ di chuyển tiếp nhé mọi người, để mà khám phá thành phố Đông Hưng vào buổi sáng. Tiếp tục đến chỗ này có lại có một cái nhà hàng bán hải sản tươi sống nhé mọi người. Đây có cá trình bông, cá song này, rất nhiều hải sản tươi sống. Hôm nay hơi buồn một chút là thời tiết nó mưa. Đúng ngày chủ nhật chứ mọi người ạ. Lẽ ra là rất là đông du khách đến nhưng mà hôm nay nó trời nó mưa. Đến đây mình thấy có cái bãi để cho thuê xe điện. Mọi người đi sang Đông Hưng du lịch thì có thể đến đây thuê được luôn này. Đây còn quét mãi WeChat. Ở chỗ này mình thấy không biết là người ta chào mời cái gì này. Đây, hay là chỗ gửi xe là như thế nào đây. Đây, người ta đứng hẳn ra đường rồi, người ta vẫy ô tô nhá mọi người. Mình cũng không hiểu này là người ta chào mời cái dịch vụ gì. Cứ có xe đến là ô tô đến nên là người ta là vây vẫy. Tiếp tục di chuyển đến đây là thấy có cửa hàng bán rượu. Đây là cái cửa hàng bán rượu này ngoài thấy này là ngoài những cái chùm rượu rất là khủng. Ngoài cái chung rượu này còn có các loại rượu nhé mọi người. Mình qua cái dãy phố này mình cảm nhận thấy là
Chắc là do tình hình từ sau đại dịch Covid, cũng rất nhiều các cái cửa hàng còn đang đóng cửa nha mọi người nhé. Hoạt động quay trở lại là phục hồi cũng đang rất là khó. Chỗ này có một cái cửa hàng này là Hà Nội Sài Gòn Việt Nam này, không rõ là bán cái gì này. Cửa vẫn đóng này, không hoạt động lâu rồi này. Mình tiếp tục di chuyển đến vị trí này, mình thấy nó có một cái cổng chào rất là đẹp, cổng chào bên Trung Quốc làm rất là hoành tráng. Đang ở vị trí này là một cái ngã tư, của thành phố Đông Hưng, xanh nhà đỏ. Đây người ta đổ rất là lâu. Và cái biển hạn chế tốc độ ở trong thành phố này là 40 km/h nhé mọi người. Cái cổng chào này, Đây, các hoạt động buổi sáng của người dân ở thành phố Đông Hưng. Thì dân Trung Quốc ở đây là đi xe điện máy là không, nhìn thấy là không có đội mũ. Không thay đội mũ cả nhé, không thay đội mũ bảo hiểm cả mọi người. Đây là một cái điểm rất là khác biệt so với ở Việt Nam mình. Ở đây người ta còn sử dụng rất nhiều các xe ba bánh. Này mình thấy một cái xe của quân đội Trung Quốc này mà. Là xe đang đổ dừng đèn xanh đèn đỏ. Nếu về nói về ô tô ở bên Trung Quốc thì hình thành như một rừng luôn đấy mọi người. Chỗ nào chỉ thấy xe là xe này. Chung từ hồi hết cái đại dịch Covid thì Trung Quốc nó mở cửa với thế giới. Mình thấy là ở cái thành phố Đông Hưng này, nếu mà cách đây 3 năm thì trong đấy rất là nhộn nhịp. Ở cái thời điểm này mình thấy nó rất là vắng vẻ. Các cửa hàng cửa hiệu vẫn đóng cửa. Chưa mở cửa trở lại được. Đây là các cái quầy hàng tạp hóa, bán giày dép, bánh kẹo, quán ăn, ăn sáng này. Thấy có biển hiệu thịt gà này. Phở gà thôi, người ta vẫn ở xếp hàng nhé mọi người. Một cái điều đặc biệt là mình thấy là ở đường phố ở đây là cái giải phân cách ấy, người ta làm luôn bằng sắt như thế này, cũng tiết kiệm được rất nhiều diện tích nhé mọi người nhé. Tế này, Tế Quế Trương Viên Câu Bắt Con. Đây là mấy cửa hàng bán đồ ăn. Nhìn thấy rất là hấp dẫn. Các suất ăn. Mình cho mình suy đoán là chắc là những cái người mà người ta cầm vẫy vẫy những cái quạt đấy vẫy là chắc là để tìm ra làm dịch vụ gửi xe ô tô.
xe ở các nơi khác đến tìm chỗ đỗ này. Đây mọi người có thể thấy cái cảnh kẹt xe ô tô cục bộ này. Con phố thì nhỏ, xe tắc kín luôn. Audi Trung Quốc này, Corona Trung Quốc đang tắc kẹt cứng luôn mọi người. Ở nhà đến đây là vào mấy cửa hàng chuyên bán túi, đồ túi vali này, các kiểu mẫu mã ví, ví nữ, ví nam, rồi túi, rồi các loại túi. Giới thiệu con xe điện Trung Quốc đang gây đỉnh đám này, đấy, xe hai chỗ. Kể ra là ở Việt Nam mà nhập được về nó sẽ rất là tiện lợi, rất là giá rất là rẻ thôi. Cái dòng xe tiện lợi để đưa đón trẻ con nhé mọi người. Đấy. Xe này là ba mẹ con đi này.